Khi biết tin mang bầu thì cảm giác của chị như thế nào mà? Lúc đó là chị bị trễ kinh. Dạ. Và chị đi thử que, nhưng mà chị nghĩ là chắc chị không có. Tại vì mới thả được có 1 tháng sau dính. Trước đó là chị từng kiểm tra là chị có u nè. Nên nghĩ là mà chắc không có. Mình vẫn đi tập thể dục, mình lúc đó mình bị choáng, rồi mình ói nữa. Rồi lúc mà đi xuống cầu thang mình còn bị té. Hơi lo là lúc đó mình nhớ ra là mình có que thử á. Thì lúc đó mình đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói là mình có thai được 4 tuần. 4 tuần mà bị té vậy có ảnh hưởng gì không vậy chị? Có. Và em bé nó, cái dây kết nối giữa hai mẹ con á, nó bị mỏng. Nó có những cái liên kết về mặt sinh học á. Cái này là nếu như có thời gian chúng ta sẽ nghe các bác sĩ sản khoa nói thì nó rất thú vị. Nhưng mà trước hết đó là thành tử cung, cái nơi mà chúng ta nuôi dưỡng phôi thai. Và cái thứ hai đó là cái gọi là được coi như là cái đường trực tiếp để chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho con là cái dây rốn. Thì nếu như mà hai anh này mà bị tấn công thì rõ ràng là cái sức khỏe thai nhi nó sẽ có vấn đề. Đối diện với điều đó ra sao? Lúc đó là không biết cái gì luôn. Và mình có hỏi bác sĩ, tư vấn là em phải nằm dưỡng thai một tuần lễ mới đi tái khám lại. Và trong cái khoảng thời gian dưỡng thai một tuần lễ đó thì mình có tìm hiểu. Và lúc đó mới cảm thấy sợ. Bác sĩ nói mình không sợ. Một tuần lễ sau là vẫn bị tiêm. Nên lúc đó bác sĩ mới chích thuốc. Sau đó thì tuần lễ sau á là được 7 tuần rồi. Ổn định rồi. Nhưng mà vẫn chưa có tiêm thai. Tiếp tục đó là cái tin là không hề là vui được chị. Tức là sợ. Đến tuần thứ 8 á thì mới phát hiện được em bé có tiêm thai. Cái gọi là cái cảm xúc đó em có thể chia sẻ được với ai không? Lúc đó chỉ có chồng thôi, ảnh chỉ có an ủi rồi động viên mình thôi. Chị không tâm sự với lại mẹ ruột hay là mẹ chồng hay là đâu có dám chị nói đâu. Tại sao bị rầy phải không chị? Không phải, lúc đó mình bị té mà. Mà mình không dám nói với ai hết, mình cũng không biết lý do tại sao con mình như vậy. Nhưng mà khi mà ngẫm nghĩ là trước đó là như mình bị té. Tự nhiên mình đạp biết mình có thai như vậy rồi mà mình còn cố gắng đi tập thể dục. Mình có lỗi với con mình nữa. Cái bi kịch nhất trong cái diễn biến tâm lý này là gì? Là các bà mẹ luôn cho rằng đó là lỗi của mình. Và khi chúng ta cứ đeo bám cái cảm giác tội lỗi đó, thực sự thì nó không tốt cho cả hai. Chẳng hạn như bản thân em, chẳng hạn như lúc mà em bị động thai á, là do em đóng phim, em chạy dữ quá, em chạy xong rồi cái bị động thai. Lúc đó cũng cảm thấy lo lắng, xong suy nghĩ trời, tại mình, tất cả là tại mình. Trời ơi, tại sao mình lại đi chạy như vậy, trời, mình chạy như một con điên. Mình chạy như vậy rồi, xong rồi con mình nó bị như vậy, trời. Xong nằm em dằn chọc, gọi là dằn vặt bản thân rất là nhiều. Chị có thể kể cho em nghe về quá trình lúc mà mình đi đẻ đó, đi vô bệnh viện đẻ đó, thì có cái kỷ niệm gì vui không? Bữa đó là chị không biết là tới ngày chị đi đẻ. Tại tới ngày đó là ngày đi khám thai thôi. Và bác sĩ phát hiện ra là chị đã nở rất là nhiều phân rồi. Bác sĩ kêu là chưa nên đi vô nhập viện liền. Và khi vô trong đó thì chị phải đợi tới 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ. Mà bé cũng không ra. Mà tim thai con mình vẫn đập. Do cái vụ tim thai rồi. Thì mình cứ hỏi em bé vậy đó chị. Có đập hay không? Mình cứ hỏi bác sĩ có đập hay không. Em cứ nghe đi. Em cứ nghe tim thai con mình đang đập đi. Sợ con mình trong đó có chứng bị vấn đề gì đó. Và cuối cùng là chị quyết định đi mổ. Khi mà chị sợ sệt con mình như vậy thì con ra đời khỏe mạnh, chị có cảm thấy xúc động vui vẻ gì không? Chị nghĩ là sanh mổ mình không có cảm giác gì hết á. Nhưng thực sự là có khi mà bóc em bé rồi nè, chuẩn bị bóc nha. Rồi bóc em bé là lúc đó là cái dây nối của hai mẹ con thì nó bục lên, người có cảm giác rất là mạnh luôn á. Thì lúc đó là bác sĩ dỗ em bé xong, em bé khóc hòa lên. Thì lúc đó mình đã khóc luôn. Rồi bác sĩ nói em bé khỏe mạnh, bé gái bao nhiêu ký. Bác sĩ đưa cho chị coi. Chị cảm thấy là trời ơi, vui, vui mà không thể nào tưởng tượng được. Thì lúc mà sanh bé xong, hai vợ chồng là cùng nhau chăm bé luôn hay là có sự trợ giúp từ bên phía nội hay ngoại nữa chị? Có từ trợ giúp bên bên hai bên luôn. Chồng chị chăm con nhỏ không chị? Số 1. Số 1. Ghê. Nhưng mà chỉ có khi nào là tỉnh thôi. Ủa có nghĩa là có những lúc không tỉnh? Lúc không tỉnh là đi ngủ quá chị. Có ban đêm là một mình chị chăm con. Có nghĩa là nó thành ra hai cái chuyện rất là rạch ròi. Ban ngày là chồng em sẽ phụ trách hết. Dạ. Chị ca. Chị ca ra đó. Rồi dạ. Đêm, chỉ cần đêm xuống. Mấy cái đó là mới là một mình em. Có khi nào nhà em được ngủ? Kéo theo rất là nhiều mệt mỏi. Thèm chứ. Trời, ban đêm nó còn dài hơn ban ngày mà. Khi ban đêm xuống á, là con ngủ, mình cũng ngủ. Nhưng mà ngủ mình không có đủ giấc. Tại vì em từng nói là cái tim thai của con mình yếu á. Em cứ giờ tim con nè, giờ lỗ mũi con,
coi thở không. Mà lúc đó em bé nhỏ xíu rồi chị ơi, mà cái thở nó yếu lắm, không có cảm nhận được cái sức mình gió, không có chị, không cảm nhận được sức gió, đúng rồi đó. À, rồi xong rồi mới hỏi chồng, chồng con mình còn thở không? Anh có thức không? Không, kêu lần thứ hai, lần thứ ba em tào lao quá. Hả, vui vậy? không mấy mẻ may là thì không có. Thật ra có những cái chuyện mà chỉ có bản thân mình biết là cảm thấy rất là quan trọng, mà đối với đàn ông ủa gì đâu, trời ơi, cái chuyện này bình thường, có gì đâu, em làm gì em lâm quá lâm lố lên vậy. Em đã bị một lần kiểu như là suy nghĩ tiêu cực xong rồi nhìn con xong rồi khóc, trời ơi sao cảnh này giống trong phim, trời ơi ghê, tự nhiên mình làm gì, mình đang nhìn con xong rồi khóc, trời ơi giống trong phim, xong rồi cái mới suy nghĩ tích cực lên, trời thôi đừng làm những điều quá. Rồi xong rồi thấy chồng vậy đó mới góp ý rồi xong rồi nói hiền lành mà không nghe, thôi em chửi. Thì em có làm được như vậy khi mà bao nhiêu bức ức nó dồn nén là mình có chia sẻ được như Thanh không? Ủa? Chửi chứ chị. Có luôn hả? Có. Kết quả là em đã từng nói là chị chồng em vô tâm. Dạ. Dạ. Làm ngơ. Lúc đó mình tức hơn. Mình tức hơn, đúng không? Đúng rồi, càng tức thì tức hơn. Đến nỗi mà chị cầm cái bình sữa mà chị quăng đúng như gáy chồng em trường chị nè. Không hay luôn. Chị có một cái hành động thật là táo bạo luôn đó. Lỡ tay chứ không có chọi chồng. Không, chọi chồng thiệt. Chọi thiệt. Sao các bạn làm tôi bị thử các cảm xúc ghê gớm vậy? Chọi thiệt. Trời, lúc đó là em bực quá, kêu anh ơi không dậy, mà lúc đó con đang nằm ngủ mà mình sợ đánh thức con mình dậy đó. Cầm gói xung quanh gói, tại vì em ngồi cho em bé bú mà nên khi mà gói nhiều gói xung quanh mình lắm. Quăng cái đùng không dậy. Cầm bình sữa quăng cái đùng không dậy luôn. Trong quá trình chăm con chẳng hạn, giống như em có nhiều cái khó khăn, giống như là con em hở ẩm lên gì thì nó sẽ ngủ nha, vừa đặt xuống ủa nó biết liền, nó mở mắt ra liền, nó nhìn em không sao bỏ tao xuống, tại sao bỏ con xuống vậy đó. Con chỉ có không, con chỉ có không có qua tháng rồi, lúc đó là mới gọi là áp lực trong vòng 10 ngày, là lúc đó là ẩm lên tru ngủ. Còn để xuống là trời ơi khóc bánh nhà luôn, mà chồng chị bự ngủ. Chị có phương pháp nào giúp cho bé nó không có quấy khóc như vậy nữa không? Không có bị ghì ngẫm nữa không? Là người ta có mắt nè, cầm con dao. Con dao phai á, để trên đầu giường. Đây là một cái mẹo dân gian. À, đúng rồi, để trên đầu giường á. Rồi em cũng làm theo mà nó vẫn dậy. Dạ. Không có... Em có biết cái mẹo này không? Em sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện của bản thân em. Dạ. Khi mà em và chồng em đi Đà Nẵng du lịch, bỏ con em ở lại với lại mẹ chồng, thì lúc đó con em khóc nhiều quá, mẹ chồng em không biết là vì chuyện gì, xong rồi hội tụ hết tất cả các loại dao trong nhà để dưới giường. Xong rồi con em vẫn khóc, xong rồi mẹ em lấy hết tất cả quần áo của em đem xuống quấn xung quanh, phủ xung quanh để cho con hửi hơi của em. Mẹ. Nhưng mà nó vẫn khóc, xong rồi hả còn để tỏi, mà nó là tỏi nha, tỏi mà xếp vòng xung quanh như nè, giống như một cái đường chia cắt giữa đứa con và thế giới bên ngoài, tỏi là tỏi xung quanh vẫn khóc. Xong rồi hả cái chị y tá mà tới tắm cho con em chỉ là hả mua muối hột. Muối hột về rang xong rồi rải từ ngoài đầu đường xuống vô trong nhà để cho hả gì tránh tà ma gì tùm lum la, con em vẫn khóc. Xong cuối cùng mới biết được là nó bị viêm tai giữa đau, nó khóc chứ không phải là nó lấy gì. Sao mà giải quyết được chuyện khóc một cách ngằn ngặt ban đêm như vậy? Em mới kêu là thôi mua võng, hai mẹ con nằm trên võng nhị ngủ, nhưng mà đến khuya là chồng em lại thức dậy vào ban đêm lo con nhỏ lên nằm ngủ, nói là con em không được gần con, mốt nó sẽ đi theo em. Tại vì chồng em nghe nói là khi mà cho con bú xong là phải nằm riêng một bên, cho con nằm riêng để con đừng có bám với mình quá, con mình phải ra con mình tự lập á. Con chị là hay quấy khóc rồi ít ngủ như vậy á, mình áp lực rồi có khi nào vì những cái áp lực đó mình đã làm tới một cái chuyện gì đó xấu nhất chưa? Có. Và cái chuyện này con không dám kể cho ai nghe hết. Tại vì mình thấy mình xấu lắm luôn. Là chị đã nói là có con dao phai. Và Trần thì có từng có ý nghĩa là cầm con dao phai đó. Chị muốn hãm hại con mình. Lúc đó nó ngủ, nó dậy, nó thức mà nó không chịu đi ngủ á. Mình mấy ngày chờ mình quạo đó, mình cũng mất ngủ, mình không có biết làm như thế nào á. Lúc đó mình cảm thấy là mình phải hại nó. Nhưng mà chỉ lại thêm một phần nữa là mình nghe áp lực mọi người á. Mình cảm thấy mình làm phiền á. Con với mình làm phiền nó, ồ mình sao mình đẻ nó ra bây giờ mình làm phiền mọi người quá, mình thấy mọi người mệt mỏi nữa. Còn phần nữa là người lớn nữa nói là sáng ngủ dậy mẹ còn phải đi làm nữa, lấy làm phiền á. Thì lúc đó như cũng 9 ngày rồi, 9 ngày mình chịu áp lực không nổi, tự nhiên nó nhìn mình nó cười nó là mình thấy vui. Mình không còn có ý định đó nữa, mình đi ra khỏi phòng. Mà mình thấy mình cho mình cái bình tĩnh lại, mình mới vô lại phòng.
thật sự thì chỉ cần một cái nụ cười của con thôi là đủ tan biến hết tất cả mọi áp lực của người mẹ. Đúng rồi. Thực ra thì để có thể khẳng định về cái việc trầm cảm sau sinh á, chúng ta cần nhiều những kiểm tra khác, như những cái dấu hiệu của Thùy á đã là ở mức nguy hiểm và báo động. Bởi vì sao? Một đó là em thiếu sự chia sẻ, có thể là do một cái lý do nào đó mà bản thân cái việc kết nối giữa những thành viên trong gia đình á, nó trục trặc để có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Thì thực sự để giải quyết điều này á, về căn bản nó chỉ là cái sự phân tán bớt cái áp lực cho người mẹ thôi, không cần thiết phải là trọn ca ngày hoặc là trọn ca đêm, mà cũng có thể là xen kẽ để chúng ta có thể cùng nhau hồi phục sức lực và chăm cho đứa bé. Cho nên chúng ta thực ra cuối cùng thì với chương trình này, mình nghĩ là một trong những thông điệp quan trọng vẫn là gì, đó là những người xung quanh cũng nên có một sự chủ động nhất định để có thể hỗ trợ kịp thời các bà mẹ bỉm sữa. Và hy vọng lời khuyên của chị Nhi A cũng sẽ là một cái lời khuyên dành cho những bà mẹ đang có tâm trạng giống như vậy. Chúng ta hãy thư giãn, chúng ta suy nghĩ một cách tích cực và rút kinh nghiệm cho bản thân mình, đừng để cho những hậu quả xấu nhất có thể xảy ra mọi người nhé. Rồi, chúng ta đã trải qua những giây phút lắng động, những giây phút xúc động. Để rồi chúng ta sẽ đến với một đề tài mà ai cũng thắc mắc, tò mò. Tự nhiên tới đây này chị thấy mấy em long lanh đó Thành. Thì không biết chuyện quan hệ chồng của chị có kiên cử gì không hay là chị thả cửa? À, thì mình sanh mổ thì mình phải kiên chứ. Mình kiên tới 3 tháng. Mà nói chung là kiên từ lúc mà không, từ lúc mà có bầu. Từ lúc có bầu cho đến 3 tháng sau là như được như hơn cái năm trời rồi. Mình sanh ra mình cũng thật sự là mình ngại lắm. Mình đẻ mổ mà thì cái bụng kỳ cục lắm. Đúng là chị đã đi tái khám mà bác sĩ có thể nói cho mình là mình có quan hệ được chưa đó. Đó, bác sĩ cũng có khuyên rồi. Nhưng mà mình vẫn thấy cái vóc dáng của mình không được đẹp, xấu xí lắm. Nhưng mà tới cái gì tới thì nó tới thôi. Dạ, trời, nó mặt nhẹ như mây trời á. Là lúc đó là vợ chồng bắt đầu bình thường trở lại luôn. Bình thường. Và cảm thấy là anh không có ngại cái gì hết. Đợi cho con ngủ rồi vợ chồng ấy hả chị? Tất nhiên em. Phải tranh thủ luôn trước khi nó có nhận thức đúng không chị? Đúng rồi. Mà qua 10 ngày đó nó rất là dễ. Trời, cầm bình sữa đi ngủ, cầm bình sữa là đi ngủ. Thử thách đó. Dạ, nó có một cái mền ghiền á. Cầm bình sữa, cầm cái con mền, măng vậy nè. Rồi là đi ngủ. Sao có nhiều người á chị, đẻ xong cái bị lãnh cảm luôn á, là quyết định là từ sau đứa bé là không đụng chạm tới chồng nữa luôn. Có nhiều lý do để đẩy các bạn vào trong trường hợp này. Một, có thể là do những cái sự thay đổi về nội tiết ở bên trong của quá trình thai nghén và sinh nở. Cái thứ hai đó là ám ảnh về việc đi sinh. Hầu như rất đông phụ nữ đều ít nhiều có rơi vào trạng thái này, đó là việc họ mặc cảm về cơ thể. Cơ thể không còn đẹp, cơ thể không còn săn chắc. Và đặc biệt với những bạn sinh mổ thì kéo theo đó là những cái dấu vết để lại trên cơ thể. Nó làm cho người phụ nữ tự nghĩ là cười gì, tự nghĩ là mình xấu. Em đừng nói là em không rơi vào trạng thái đó. Thì đó, đó. Thì em đẻ xong nhìn em gớm lắm luôn đó. Không rồi, em hỏi chồng em thấy em xấu không? Em không xấu. Ông xấu làm gì mà không đụng tao hoài vậy? Trời ơi, thấy tao âm ý vậy. Cái giường thường người ta nằm theo chiều dọc, vợ chồng em nằm theo chiều ngang. Mà em nằm ở đầu giường, chồng nằm cuối giường vậy nè. Đó, nằm xa nhau vậy đó. Nhiều khi suy nghĩ không biết mình có xấu hơn ngày xưa không. Ngồi cạnh bà mẹ bỉm sữa này tôi vẫn thương cái ông bố bỉm sữa ở nhà ghê. Nhưng mà Thùy, Thanh á là Thanh phản ứng rất mạnh mẽ với chồng. Nhưng mà khi Thùy mà tự nghĩ là mình không có sẵn sàng á, thì lúc đó Thùy có chia sẻ cái gọi là cái cản trở tâm lý đó với chồng không? Tức là em... Dạ không, thì đóng cuối gì cũng chịu. Các em trước khi mà muốn làm gì đó thì tất nhiên là nhớ là không muốn có đứa thứ hai đâu nhé. Có rất là nhiều thứ của bạn Thùy ngày hôm nay có thể cho chúng ta thấy một cái trải nghiệm làm mẹ thú vị. Nhưng mà những cái tác động tiêu cực á, mình chỉ muốn dừng chỗ này một cái là đứa trẻ dưới 12 tháng hoạt động chủ đạo của các con đó là giao lưu cảm xúc trực tiếp. Bản thân những cái tác động về sờ chạm, ví dụ như là mình giật đứa bé ra khỏi tay người bên kia hoặc là lớn tiếng, tất cả những cái tác động đó nó đều là những cái tác động khá là không tốt cho cái sự phát triển của con. Nhưng mà rất may là câu chuyện đó của nhà Thùy nó đã dừng lại rất là sớm, đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà chắc cũng còn ấm ức. Vẫn còn. Vẫn còn ấm ức đến bây giờ. Vẫn còn ấm ức đến bây giờ luôn kìa Thanh. Thì là sau khi chị sanh xong tới bây giờ là ngoại hình chị vậy là chồng chị có nói gì không? Trước khi mà chị đám cưới là chị đã như vậy rồi. Như vậy thì mới chịu cưới không? Không thì thôi. Tao vậy là mày. Đúng rồi. Rồi. Nó là mốt sanh xong tôi còn bự hơn thế nữa rồi thì sao? Tôi cũng vậy thôi. Sanh xong chị tăng 11 kg. Em bé được 3 kg 3. Khi mà sanh xong thì chị nói là áp lực thì xuống tới 15 kg. Wow. Cái áp lực là do mình ngủ không được. Nhưng mà thực sự là mình muốn cho con mình có sữa đều nên mình cứ ăn. Ăn mà mẹ cho, mẹ chị nấu là ngon á.
mà chị không rất là ngon, mà đổi món mỗi ngày mà, nên ăn mà thoải mái lắm. Ăn để có sữa cho em bé thôi, và ăn mỗi ngày 3 cữ, đúng 3 cữ. Dạ. Ủa vậy thì tại sao giảm cưng? Vẫn ăn đều đặn mà. Thì em nói là đi ngủ không được. Tối ngủ thì giờ tim con rồi thở mũi rồi có 10 ngày đó đó. Mình ngủ không được. Đừng có suy nghĩ là hả làm vậy là hay nha, xuống cân chỗ xuống 15 kg đã quá sướng quá, không phải đâu nha, xuống xuống cân mà theo kiểu tiêu cực vậy rất là hại cho cơ thể. Hại cho cả đầu óc mình nữa. Cho nên là đừng có nên áp dụng như chị này nha mọi người nha. Chị Nha ơi. Ủa sao chị im lặng vậy? Tại vì á chị đang rất là tự tin vô số ký của chị. Do là chị biết là chị sao không? Chị khiến chị xuống cân không? Chị nghĩ là chưa có áp lực nào làm cho chị có thể xuống cân. Nhưng mà không? Em bỏ qua số cân của chị đi, chị mập rất là organic, rất là tự nhiên, bởi vì đây là đúng vấn đề gia tộc của nhà chị. Chúng ta hiểu được căn nguyên của vấn đề chúng ta gặp á, chúng ta tự tin hẳn. Không, thật sự á, khi mà nghe về những số cân nặng nó thường phụ nữ hay bị ám ảnh, nhưng mà có những thứ còn gây ám ảnh hơn như đúng vậy hả? Nữa, chẳng hạn như là nhức mỏi cơ thể nè, rạn nè, hay là dễ quên, thì chị có rơi vào trường hợp nào như vậy hay không? Nhức mỏi có, nhức lưng. Chắc là do lúc mà mổ mình chích ra hay sao á, nhức đến nỗi mà như cây kim nó đâm vô người mình á, nhiều đêm chị phải nằm sắp chị ngủ, hay là lấy một cái gối để ngay chỗ cái lưng này nè, như nằm ngửa này nửa kia vậy á, lúc đó mà mới ngủ được. Chị có bị hay quên không? Trời, quên cực kỳ quên. Đó em cũng vậy mà nãy giờ kể tội chồng vanh vách, quên gì? Quên chứ, mình như là mình đang cầm như khăn lao mình để đây tự nhiên quên lại, mất tiêu, mà không biết mình để đâu á. Đúng rồi.